Cô xin chào các con. Trong video hôm trước, cô đã hướng dẫn các con giải ba câu đầu tiên của đề thi này. Thì trong video hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các con giải ba câu còn lại của đề thi. Ta bắt đầu với câu số 4. Câu số 4, đề bài cho ta một thùng nhựa hình lập phương có cạnh là 20 cm và đang chứa một lượng nước trong thùng. Sau đó là người ta bỏ vào thùng một khối gỗ đặc hình lập phương có cạnh là 12 cm. Khi đó mực nước dâng lên vừa đúng mép của cục gỗ lập phương. Hãy tính chiều cao của mực nước trong thùng trước khi bỏ vào. Thì để tính được cái lượng nước còn lại thì các con mình sẽ tính là tổng cái lượng nước cả trong cả cái cục gỗ lập phương và lượng nước ở trong thùng, mình trừ đi cái thể tích của cái cục gỗ lập phương thì ta sẽ ra là lượng nước còn lại ở trong cái thùng nhựa, và sau đó mình sẽ tính được cái chiều cao của mực nước ở trong thùng trước khi bỏ cục gỗ vào. Đầu tiên thì cô sẽ đi tính thể tích của khối gỗ lập phương. Mình đã biết được là khối gỗ lập phương á, có cạnh là 12 cm, thì để tính thể tích của khối lập phương người ta đã có công thức rồi là 12 mũ 3. Thì đáp án của mình chính là 1728 và đơn vị là cm khối. Rồi, và tiếp tục cô sẽ tính thể tích nước trước khi bỏ cái cục gỗ vào. Ta sẽ lấy tổng thể tích cả cái khối gỗ và nước ở trong cái thùng nhựa. Đó là 20 chiều dài nhân 20 chiều rộng nhân cái chiều cao là đúng bằng chiều cao của khối gỗ lập phương chính là 12. Và đem trừ cho thể tích của khối gỗ lập phương là bằng 4.800 trừ cho 1.728. Ra được kết quả là 3.072 và đơn vị là cm khối. Rồi, và sau đó thì đã có được thể tích rồi thì các con sẽ dễ dàng tính được chiều cao của mực nước. Đó. Chiều cao của mực nước chính là bằng thể tích của ta, đó là 3.072 chia cho chiều dài nhân chiều rộng. Chính là bằng 7,68 và đơn vị là cm. Rồi, các con nhớ chúng ta phải có kết luận ha. Vậy, chiều cao của mực nước là 7,68, đơn vị là cm. Xong câu 4 rồi thì cô và các con tiếp tục đi đến câu 5. Đề bài cho ta là hình vẽ là có đường thẳng A song song với đường thẳng B và chứng minh góc O là góc vuông. Thì để chứng minh góc O là góc vuông có nghĩa là mình sẽ đi chứng minh đó là cái góc O của mình là 90 độ. Và chúng ta sẽ quy về là chúng ta sẽ đi tính góc O. Thì ở đây cô lợi dụng các cái tính chất song song mình đã học đó. Thì từ O đó, cô sẽ kẻ đường thẳng nó song song với đường thẳng A và song song với đường thẳng B. Cô sẽ gọi cái đường thẳng đó là đường thẳng OX. Rồi, ta sẽ thấy trong hình đó là cái đường thẳng của ta nó sẽ nằm giữa OA và OB, nên là nó sẽ chia góc O làm hai phần. Thì góc ở trên nó cô sẽ đặt là O1, góc ở dưới cô đặt là O2. Rồi, thì ta kẻ thêm, ta phải chú thích vào cái phần làm bài của mình là kẻ TOX song song với đường thẳng A và song song với đường thẳng B. Rồi,
Đầu tiên thì cô và các con sẽ đi tính góc O1 trước. Ta có là OX song song với đường thẳng A. Thì khi đó ta sẽ có được là góc A sẽ bằng góc O1, là vì sao lại trong. Rồi, vậy ta suy ra được góc O1 là bằng 30 độ. Tiếp tục, ta cũng có được góc là TOX nó cũng song song với đường thẳng B. Nên khi đó cô sẽ có góc O2 cộng với góc B là bằng 180 độ, là do hai góc này nó nằm ở vị trí trong cùng phía. Rồi, vậy cô sẽ tính được góc O2 bằng cách là lấy 180 độ trừ đi cho góc B, và cô thay số vào là 180 trừ cho 120 là còn lại 60 độ. Rồi, và cuối cùng cô sẽ tính được góc O là bằng O1 cộng với O2. Này ta dùng dấu suy ra nha. Nó sẽ bằng là 30 độ cộng thêm 60 độ là bằng 90 độ. Rồi, ta đã tính được góc O bằng 90 độ rồi. Vậy, góc O là góc vuông. Sau 3 năm rồi, ta tiếp tục đến với bài 6. Bài 6, câu A. Họ cho ta cái biểu đồ là tỷ lệ phần trăm loại thức uống yêu thích của học sinh lớp 7-1. Và câu A họ yêu cầu là phân tích dữ liệu biểu diễn trên biểu đồ. Thì cô và các con cùng đi dạy câu A ha. Đầu tiên á, thì mình sẽ dựa vào cái tên của biểu đồ. Mình biết là biểu đồ nó sẽ đề cập tới là tỷ lệ phần trăm loại thức uống yêu thích của học sinh lớp 7-1 đúng không? Ừ. Biểu đồ biểu diễn. Tỷ lệ phần trăm loại thức uống yêu thích. Học sinh lớp 7-1. Rồi, và cái thứ hai là các con có thể quan sát được đó là cái biểu đồ này nó sẽ gồm có bốn loại nước, nó gồm có nước chanh, nước cam, nước suối và trà sữa. Rồi, có bốn loại nước, có bốn loại thức uống. Lại gồm có nước chanh, nước cam, nước suối và trà sữa. Rồi tiếp tục thì ta sẽ thấy được có trà sữa là nó chiếm phần trăm nhiều nhất đúng không? Thì có nghĩa là có số lượng học sinh thích trà sữa là nhiều nhất. Rồi, và ngược lại chúng ta sẽ thấy được có phải số học sinh thích nước chanh với nước cam là ít nhất. Rồi, và điều cuối cùng đó, ta có thể nhận ra là số lượng học sinh thích uống nước chanh với số lượng thích học sinh thích uống nước cam là bằng nhau. Số học sinh
thích uống nước cam. Ba, số học sinh thích uống nước cam. Rồi. Xong rồi câu A rồi thì ta tiếp tục với câu B. Biết lớp 7-1 có sĩ số là 45 học sinh và đề bài yêu cầu ta tính số học sinh cộng nước cam và trà sữa. Cái con lưu ý nha, thì đề bài chỉ yêu cầu ta tính số học sinh thích uống nước cam và trà sữa. Rồi đầu tiên ta tính số học sinh thích uống nước cam trước nha. Số học sinh uống nước cam. Rồi, ta biết là tổng là có 45 học sinh và số học sinh thích uống nước cam là 18%, thì ta sẽ lấy 18% của 45, tức là 18% nhân thêm với 45, nó sẽ xấp xỉ 8 học sinh. Rồi, và tương tự ta tính số học sinh thích uống trà sữa. Là 38% của 45, tức là 38% nhân với 45 sẽ gần bằng 17 bạn. Rồi, vậy ta kết luận ha. Vậy có 8 học sinh thích uống nước cam. Và có 17 học sinh thích uống trà sữa. Vậy là cô đã hướng dẫn các con giải xong đề thi này. Hẹn gặp lại các con trong các đề thi tiếp theo.